Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Nay em quay video về một cái cây năm mùi trắng mới. Em bán cái cây năm mùi trắng này. Nó là cây năm mùi trắng mới. Cái này thì anh chị có thể đến xem trực tiếp nhé. Cái này cánh của nó là trắng tinh. Nhưng mà là nó cánh trắng tinh mắt đỏ nhung. Anh chị ơi, đây. Em xin phép bẻ một cái môi hoa ra. Thì anh chị cùng nhìn một cái độ trắng của nó. Đây là cái môi hoa của nó. Môi hoa của nó. Ra nắng thì thường thực ra cái này nó dạng mắt đỏ nhung. Nhưng mà ra nắng đây thì là nó cũng đỏ lên nhiều. Đấy. Đỏ lên nhiều anh chị ạ. Nhưng được cái này nó sáng bông. Sáng bông vào cái cánh của nó đây. Cái môi hoa, cái mũi của nó trắng, nhưng cái mắt của cái đầu mũi của nó thì lại màu tím anh chị ạ. Đấy, cái trụ phấn của nó thì là màu trắng, trắng tinh. Đấy, còn cái mũi của nó thì là màu tím anh chị ạ. Cái này là do là ngày hôm qua là Hà Nội dính mưa, thế nên là nó bị leo và nó bị xấu đi. Nó không bằng những cái lúc mà nó không dính mưa. Hôm qua Hà Nội mưa rất to. Thế là đây. Ngoài ra thì nó có hai thân đang hoa. Hai thân này. Thân này và thân này đang hoa. Đấy nhá, hai thân đang hoa. Và nó có hai thân đang nụ. Tổng số là nó có 4 thân. Thân của nó đều dài khoảng ngắn nhất của nó phải dài tầm 30, nhưng cái thân này dài 30 hơn 30. Còn hai cái thân hoa của nó thì nó khoảng tầm độ 60. Hai thân hoa của nó đều dài khoảng 6 hơn 60 ạ. Chắc là 70-80, hai thân hoa đang nở này. Khoảng độ 70-80 gì đó một thân. Hai thân một thân nụ dài khoảng hơn 30 và một cái nụ khoảng dài khoảng 50. Nó có 4 thân. 4 thân hoa. Cái này thì gốc của nó đây anh chị nhá. Nguyên gốc từ rừng này. Nó có 3 cọng này, nguồn gốc của rừng này, nhân lên này. Hướng này là chết mắt gốc của nhân ki lên. Nhân ki lên thì năm ngoái là được 2 thân. Thì năm nay là ra năm kia được 2 thân. Năm ngoái được 4 thân. 4 thân thì năm nay nở hoa. Hiện tại thì cây mới đang lên 2 mầm. 2 mầm gốc, thân của nó là chấm tím anh chị nhá. Giống như cây Đông Nam Á. Thân lá là giống cây Đông Nam Á, là nó thân nó chấm tím anh chị ạ. Cái này khả năng là hàng miền trong là rất là cao. Cái này mới trồng lại năm nay. Anh chị nhá, mới lên là 2 mầm thôi, 4 thân tơ hoa nhưng mà chỉ ra được 2 mầm gốc thôi. Còn đâu thì cây này thì nguyên trạng nuôi tự nhiên mà không kích gì cả. Anh ấy nuôi là cũng là dạng nhìn chung là kiểu dạng nuôi ấy nên là nó rất là kém, thân nó gầy anh chị nhìn này. Thân nó gầy teo tóp như là rừng mới sổ ấy. Đấy, như là rừng mới về ấy. Thì nó nguồn gốc từ thân già đây. Rất là già, 3 năm liền là thân già từ rừng. Trong năm anh ấy nuôi lên ki và nhân đây. Cái này là cái cây, một trong những cây năm mùi trắng mới mà em thấy nó cũng được. Nó cũng được đánh giá cũng khá đẹp. Đấy, thì cái cây này thì số đo thì nó khoảng tổng chắc là khoảng tầm độ xem 72, 14, 14 khoảng hơn 2 mét. Hơn 2 mét anh chị ạ, hơn 2 mét tất cả. Thì đây là bông của nó đây, và cánh của nó đây. Độ trắng của nó thì mọi người, như mọi người đã biết, em cũng nói nhiều á. Bộ cánh của nó muốn xem cái độ trắng tinh khiết đến đâu ấy, thì anh chị cắt ra như này và đặt vào tờ giấy thì mình sẽ nhìn được cái độ trắng của nó. Cái này người ta nuôi là nó cũng kém. Cái này hôm qua em là em lấy về đây. Đấy, mặt đỏ nhung cũng khá là đẹp. Thì cái cây này em bán là 55 triệu anh chị nhé. 55 triệu cả chậu này luôn. Đấy, thì anh chị xem nếu như mà có thích thì có thể lấy về. Nó còn hai cái tay này đang nụ rất là xanh. Đây mọi người nhìn xanh này, rất là xanh. Và cây nó nuôi nó chế độ rất là gầy, nên là nó nuôi bình thường á, nên là cây nó gầy trông hơi teo tóp tí thôi, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái này nếu mà nở lại thì nó sẽ là rất là đẹp hơn. Nhưng cây này hôm qua nở cũng rất là đẹp ấy, nhưng mà cái là nó dính mưa đâu mà là nó bị ấy. Còn cái bộ cánh của nó thì rất là đẹp. Đây mọi người nhìn cái bộ cánh bầu của nó, cánh bầu rất là đẹp, dài ngang. Cái này là khả năng là cây miền trong anh chị em. Thì đấy, là hôm nay em bán những cái cây này thôi. Anh chị có thể xem thêm và tham khảo thêm những cái cây khác. Nếu như muốn sưu tầm giống thì có thể xem trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, để mọi người có thể xem và biết thêm một số các loại. Anh chị nhé, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.